Vua của heo rừng theo hướng truyền thống giống như của heo trắng ngày xưa, nuôi bằng chuồng xi măng. Theo kỹ thuật của công ty hướng dẫn, 70% là rau, thức ăn xanh, 30% còn lại là tấm cáo, là thức ăn viên, là đầu cá, bụng cá, ốc cua vàng, vân vân. Sau đó công ty sẽ bao đầu ra, bao thức thực và bao chết cho mình. Thời gian hợp tác với công ty tốt hiểu là từ 3 năm đến 5 năm. Vậy thì cái tổng thể như vậy bà con có hỏi mình thêm ba con này không? Cái trắng ăn viên đó là của công ty bán cho mình không? Dạ không, thức ăn heo trắng bình thường. Trắng bình thường hả? Dạ. Cứ 10%, cứ 1 ký thức ăn, trộn với ký cá, ký tấm, em lại là 7 ký rau là xong. Cho là thức ăn xanh bao gồm rau với trái cây và thân cây ha, miễn heo ăn được là được rồi. 30% còn lại là gì? Là tấm, là cám, là thức ăn nguyên, hoặc là đầu cá, cuộn cá, hay là ốc cua vàng, hay là cá hủng hỉnh gì đó, ví dụ vậy. Có nghĩa là 30% là thức ăn tốn tiền ít hoặc không tốn tiền nhiều, còn 70% là không tốn tiền hoặc tốn tiền rất ít, đồ sinh, đồ lượm, đồ cho, đồ đi hái, ví dụ vậy ha. Thì hiện giờ mô hình của mình á thì nó quay lại giống như con heo trắng ngày xưa. Để làm sao để giảm tối thiểu cái chi phí thức ăn xuống cho bà con. Bây giờ nuôi cái gì mà được cái tốt thì thức ăn là bà con thắng, phải chưa? Và thắng cái tiếp nữa là gì? Tao làm được á, tao già tao làm nổi, nhưng mà hỏi một câu, có nào mua không? Thì làm được nhưng mà hỏi mua không á. Cho nên là công ty mới đưa ra cái mô hình là gì? Bán con giống cho bà con nuôi, sau đó công ty sẽ ký hợp đồng bao để đầu ra. Hợp đồng thì nằm cái trang dày đó, lát gì mình coi thêm nha, chứ bây giờ mình coi nữa nó bị lỏng. Điều thứ hai là bao kỹ thuật, điều thứ ba là bao chết. Hiện giờ trên thị trường không có ai bao đầu ra ký hợp đồng lâu dài đâu, chỉ có công ty heo rừng duy nhất ở Đà Nẵng đổ vào thôi, là công ty của mình. Đó là bao đầu ra cho bà con mình, hợp tác là từ 3 năm đến 5 năm, lơ mơ là 3 năm nữa không biết chú sao luôn, nghe tóc bạc gân gụn luôn, thấy cũng yếu yếu rồi đó. 5 năm nữa nó không bao giờ, có nghĩa là khi mà xác định làm với bà con nông dân là phải làm lâu dài, là từ 3 năm đến 5 năm. Và trong hợp đồng của duy nhất gõ là giá sàn là 85.000, là giá đó để đảm bảo mình không lỗ. Có nghĩa là gì? Cấu thành một tí heo rừng hơi á, là khoảng 20 mấy ngàn thôi, mà mình bán 85.000 là mình đã lời hơn 60 rồi. Người dân hỏi, ủa sao tôi biết? Rất dễ. Hiện giờ một ký heo trắng á, để tạo ra thì người ta phải tốn gần 30.000 tiền thức ăn. Mà mình á, là ăn phụ phẩm, ăn bắt giác tào lao bán thì tiền làm gì là quá 25.000 được. Vinh nói vậy bà con tưởng tượng được không? Nghĩa là nếu ăn thức ăn 100% á, mới 30.000 à. Còn tôi đâu ăn thức ăn đâu, tôi ăn lộn xộn mà. Vì cao nhất là 25.000 mà bán 85.000 thì vẫn lời được hơn 60 rồi. Huống chi bây giờ hiện tại là công ty đang mua vô 130 đến 150. Bà con tưởng tượng được chưa? Hiện tại công ty đang mua vô 130 đến 150 một ký heo rừng hơi, heo rừng lai ngay trong phố Rạng. Cho nên là đường nào đường, hiện giờ một ký mình tạo ra mình lời hơn 100.000 nha. Nhớ vậy, nhớ vậy trong đầu á. Có nghĩa là mỗi một tháng vậy mình nuôi con heo lớn lên 7-8 ký là mình lời hơn 100.000 mỗi con. Ủa xin lỗi, mỗi ký hiện tháng thì kiếm được 700-800 ngàn nha, bằng cái lao động nhàn rỗi của mình, bằng cái nguồn thức ăn có sẵn ở quê mình, trên cái điều kiện quê mình đang có, đó là chuồng heo trắng đang bỏ trống, chuồng bò nuôi bị lỗ, chuồng dê nuôi bị lỗ, mình tận dụng những cái chuồng trống đó, mình kết hợp lại, mình bỏ con heo vô theo kỹ thuật của công ty, sau đó mình dùng cái lao động nhàn rỗi của mình nè, tận dụng vô, kết hợp với nguồn thức ăn có sẵn ở quê, ra mua ba cái đầu cá, một cái chợ gì nấu lên giống như hồi xưa mình kho lên vậy đó, mình trộn vô theo công thức mà công ty hướng dẫn, để con heo này nó lớn lên đúng cái sức của nó. Như vậy thì thực hiện một cái sứ mệnh, đó là gì? Nuôi thì người dân có lời, còn cái người ăn ở thành phố hoặc là những siêu thị á, họ ăn là họ có lợi về sức khỏe, bởi vì dân có tiền thì nhưng mà họ không có điều kiện nuôi, họ cần bữa ăn sạch. Sạch ở đây là sạch theo truyền thống nè, chứ không phải sạch theo kiểu nhà cái canh gì hết, sạch theo kiểu y gan á, giống như con gà vườn mình không, không có công nghệ khỉ gì hết á, con cá gô dưới sông, cái sạch gian lướt không có công nghệ gì hết á, đơn giản là gì? Cứ theo truyền thống là có đồ ăn là sạch. Bà con tưởng tượng cái nói của Vinh không? Vậy thì bây giờ mình nuôi lại con heo rừng giống như heo trắng ngày xưa để tạo ra bữa ăn truyền thống. Để vì sao? Cái người có tiền họ cần bữa ăn sạch để họ bảo vệ sức khỏe. Còn mình ở đây á, là nông dân ở quê thì mình cần cái gì? Tôi cần ổn định một có thu nhập mà tôi có thể làm được cái mô hình này nha. Thì từ lý do đó cho nên công ty có đưa ra chính sách thứ hai, đó là bao kỹ thuật. Vậy thì cái bao đầu ra là con nắm rồi ha. Có ai hỏi thêm cái phần này không? Mình tương tác trực tiếp luôn. Giá sàn là 85, giá hiện tại là 130 đến 150. Mua không không biệt mập góp, mua không hết rồi nha. Cái bao thứ hai là bao kỹ thuật,
bà con nhớ rõ nghe, bao là chịu trách nhiệm, còn hướng dẫn là liệt mày mày làm gì tao tao làm cho cái đó mày không làm thôi gắng chịu khác nha. Còn bao là gì? Thứ nhất là công ty sẽ trong quá trình nuôi á, công ty sẽ cử cán bộ xuống hướng dẫn cách làm chuồng hoặc sửa chuồng. Ví dụ như trong hội thảo hôm nay bà con nào muốn làm á thì sẽ có một bộ phận khác nó xuống thẩm định coi dù chú này muốn nuôi mà hỏi câu vợ cho không, con cái nó đồng lòng không, chứ ổng muốn nuôi mà ổng là chuyên gia gầy mà bà nuôi là bà nuôi, nghĩa là ổng mang về nhưng mà không có nuôi mà bà nuôi càm ràm tối ngày rồi nó nản, thấy không? Ví dụ vậy. Còn hai nữa là gì, là chú này nuôi nhưng mà con không cho, tại ơi ổng già còn chết rồi mày cho ổng nuôi gì, nửa chừng ổng bệnh ai lo, xào xáo trong gia đình là không được. Cho nên đó, khi làm á xuống khảo sát là phải vợ chồng con cái đồng lòng với nhau cho triển khai mới triển khai ha, chứ không phải triển khai 3 năm sau. Mới có 1 năm cái ổng già ổng yếu quá không làm cái đó, ổng là người nuôi chứ không phải tao, giờ mày xuống mày nuôi đi, ổng làm gì rồi chết luôn. Bà con hiểu ý gì nói không? Còn nếu không á, ông chồng với bà vợ làm nhưng mà ông chồng thì chuyên đi nhậu mà bậy gì cho bà vợ làm, cái cuối cùng là nó đó mày đi, ổng đi nhậu đó mày xuống mày nuôi đi chứ tao không sống rồi. Gần 5 năm nay tao không muốn chung nhẫn rồi đó, tao cũng gì biết ổng cũng nhà trên mà ổng đem theo về mày nuôi đi, vợ chồng tôi lộn á, cái kêu mình xuống xử khổ lắm người ơi. Cho nên bây giờ nghe, vợ chồng và con cái đồng lòng triển khai mới cho triển khai, chứ không phải là làm ầm ầm nha, không làm tùm lum mà ra vậy đi. Trước khi nuôi á, công ty sẽ cử cán bộ xuống khảo sát và kiểm tra coi thống nhất người làm với nhau thì công ty mới cho làm. Điều thứ hai là trong quá trình nuôi thì sẽ có bị bệnh đúng không, phải tốn tiền thuốc rồi phải tốn tiền thú y, thì hiện tại là công ty sẽ cho kỹ thuật xuống hỗ trợ bà con mình miễn phí tiền công, miễn phí tiền thuốc nha. Đặc biệt là không biết ai làm đúng ai làm sai, công ty lắp luôn camera để kiểm tra từ xa. Bây giờ kỹ thuật của nó xuống, tao nói mày không có xuống mà cả mở camera lên coi có xuống thiệt không, đúng không? Thì khi nhậu xỉn không thấy nằm trong phòng của mày, còn ra chiếc heo kia với bả ngoại á mà đè xỉn vô cái chữ người ta. Bà con hiểu ý gì nói không? Lắp camera mới công bằng nha chú ha. Chú ơi, chú Phước có nghe không chú? Công ty lắp camera cho mình nha, miễn phí nha. Dù mua của 3 con heo thôi, công ty vẫn lắp camera. Nhân viên đi điều trị bệnh miễn phí, công ty lắp camera miễn phí và bàn giao cái quy trình nuôi heo bằng thuốc thảo dược và men sinh học. Thuốc thảo dược là để phòng các bệnh liên quan đến ho, ỉa này kia đó, mà mình không xài thuốc y nhiều nữa. Vì nếu mà xài thuốc y nhiều nữa thì cái sản phẩm mình không có thương hiệu và thị trường họ sẽ không ưa chuộng và nó không có sự khác biệt. Thứ hai là mình sử dụng men sinh học để giúp con heo mau lớn và ỉa không hôi chuồng nữa, chứ không phải mình vô cái chuồng heo thả thở nó hôi muốn chết. Nuôi heo là nguyên cái số nó tự không được, bây giờ con heo không hôi nha. Thì cái công nghệ đó thì bên đây bàn giao cho mình. Tóm lại bàn giao cái quy trình nuôi heo bằng thuốc thảo dược và men sinh học miễn phí, lắp camera tư dân miễn phí, rồi cho các bộ lực hỗ trợ tiền công, hỗ trợ tiền thuốc cho bà con mình nha. Cái nhiều người hỏi, ủa vậy làm chùa hay gì? Không phải làm chùa đâu, đằng sau nó có cái điều kiện nữa thì lát nói nha. Một lát nói tại sao phải hỗ trợ vậy, bởi vì sao? Thực tế khi bà con mua cho công ty là bà con không được bán rẻ ra bên ngoài và không được tự ý tăng đàn. Chú đừng có đọc nữa, tôi hỏi chú nè, chú nuôi hồi xưa chú nuôi mấy con đấy? Không, ban đầu kìa. Hả? Ban đầu nuôi mấy con? Ban đầu có 5-10 con hả? Tại sao lên 2 mấy con? Thì tại vì thấy được. Nó có loại rồi. Tự tăng đàn lên đúng không? Đúng rồi. Chứ ai đâu cho tăng đàn, để mình tự gắn thôi. Bây giờ hiểu như nè, người dân hồi xưa giờ mình cứ nuôi gà được mình tăng lên, nuôi heo được mình tăng lên, nhưng mà mình không có kiểm soát được dịch bệnh của mình. Ngày nay nó tăng làm sao kiểm soát nổi, phải chưa? Rồi cái phần bao kỹ thuật mà con nắm ha, đó là gì? Hỗ trợ mình miễn phí tiền công, tiền thuốc, bàn giao quy trình thuốc thảo dược và men sinh học và lắp camera cho dân mình miễn phí. Rồi cái bao thứ ba là bao chết, cái này là cái quyết định, cũng là cái mà người dân bỏ tiền ra mà họ không sợ. Trong hợp đồng gian cứu nó có ghi rất rõ, giao heo trong vòng 7 ngày. Hồi xưa chú nhập heo về chết có bao giờ người ta đợi cho chú không? Ở đây có ai nuôi gà rồi nhập về 10-20 con chết có bao giờ? Ê, hôm qua tao nhập về 10 con, bên đây chết còn có 3 con, mày trả tao 7 con không? Còn là lấy con heo chết em ra đổi heo lành không? Không có đúng không? Hiện tại mình có, tại vì mình phải khẳng định là khi nuôi với nông dân phải xác định lấy dân mình gốc thật sự, chứ không phải nói bằng cái miệng. Cái đó biểu hiện bằng hành vi văn bản. Trong vòng 7 ngày công ty giao heo cho bà con nuôi, chết con nào công ty sẽ hỗ trợ con đó 100%. Ví dụ heo đó 20 kg là hỗ trợ con 20 kg. Bởi vì sao mình phải sẵn định là gì?
là anh làm với tôi là anh phải chắc chắn hàng tôi phải ổn, còn không ổn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mới gọi là bao nuôi đi đổ thừa lý do bằng cảnh thông, bây giờ lý do nào chết cũng không biết nữa, miễn đem gì chết trong vòng mấy ngày là đền 100%. Tôi thấy im không, không sợ ha, nhìn giống như trắng mà cậu thấy mồ luôn á. Được chưa, được chưa? Trong vòng 7 ngày kế tiếp là 50%. Bà con mãi nghe rõ không ạ? À? Biết sao hơn 50% không? Không lẽ bao quả. Rồi, cái phần thứ hai là năng suất dự kiến. Hồi nãy mình cũng có sơ sơ đó, bây giờ là cách làm gì rồi bà con chịu chưa? Nếu một số bà con chịu cách làm rồi thì mình chuyển nội dung thứ hai đó là gì thì tao làm thì năm kiếm được khoảng nhiêu tiền với ba con heo cái đó, phải không? Thì hiện tại là đặc thù sinh lý của con heo cứ một năm hai lứa, thời gian mang bầu là 3 tháng, và một con đực hố được tới 12 con cái lận. Nhưng mà thôi, ban đầu nếu mình khởi nghiệp thì mình làm 3 cái một đực cũng chuẩn thấp nhất, phải không? Một năm heo đẻ 2 lứa, mình có 3 nhân cho 2 là ra 6 lứa mỗi năm. Một lần nó đẻ từ 8 đến 12 con, mình trừ theo một hết đi, mình lấy 8 con rồi, đẻ 10 con, cho chết 2 con. Nó đẻ 12 con, cho chết 4 con luôn, giả định nha, chứ nuôi sống thì hưởng thêm. Ha, mình lấy 8 con rồi, 8 mà nhân cho 6 là 48, nghĩa là năm mình kiếm được trên dưới 50 con. Được chưa? Nếu mà đẻ 10 con thì mình lượm được 60 con, nếu đẻ 12 con mình lượm được 68 con. Nhưng mà thôi, mình trừ theo một đi, mình lấy 50 con thôi. Ok không? Giả định nha, còn muốn đạt hay không đạt thì từ từ mình nói thêm. 8 con thôi, mình nhân cho 6 là mình mua 50 con heo con. 50 con heo con này mình nuôi ra mình 20 kg mình bán cũng được, 15 kg mình bán cũng được, 25 kg mình bán cũng được. Tùy nha, tùy. Mình lấy trung bình là 30 kg con thì nuôi cỡ đó mình bán mới nhiều tiền, là phải 3 tháng 3 tháng rưỡi. Thay vì heo trắng nuôi 3 tháng 3 tháng rưỡi nó vô 100 kg, phải không chúng? Heo trắng mình á, đúng không? Còn heo đường này nuôi 3 tháng 3 tháng rưỡi nó vô có 30 kg, 25 kg, 32 kg nè. Trung bình lấy 30 kg thôi, nó không tới 100 kg được nha nha. Rồi, như vậy thì 30 kg này bà con nhân cho 50 con nó khoảng tấn rưỡi. Trên dưới tấn rưỡi hay tấn 3, tấn 4, tấn 2 đó rồi. Được chưa? Giá sàn là giá 85 ngàn. Ví dụ như tấn rưỡi thì mình nhân 85 cũng được 101, 102. Còn nếu như mà giá mà theo thị trường hiện tại là mua 130, 140, 150 mình lấy 103 thôi. 103 mà nhân cho tấn rưỡi cũng khoảng gần 200 triệu. Mình nôm na trong đầu mình hiểu á, mình nuôi heo gần cuối công ty bình quân mỗi năm á nó đẻ được khoảng 50-60 con, hàng năm kiếm về khoảng tấn mấy, và giá tiền á từ khoảng 100 đến 150 triệu một năm, chi phí nó sẽ chiếm 30% trong đó. Thì trong cái bản chi tiết á lát về bà con có thêm 30% là gì, hồi nãy nói đó, 30% tốn tiền, còn 70% là không tốn tiền, đơn giản như thôi, có đâu suy nghĩ. Nhưng nếu gì mấy chú ngoài nắm không, có nắm rõ không? Có nghĩa là hiện giờ mình nuôi á chi phí chiếm 30% là gì, là tắm, là cáp, là thức ăn phí, là thuốc thú y gì đó, lục lộn mà thuốc y miễn phí rồi, đúng không? Còn 70% là không tốn tiền, cho nên chi phí mình tốn tiền là gì? Phải khi mình bán heo 10 ngàn mình tốn 7 ngàn chi phí, còn ô 3 ngàn là chi phí, còn 7 ngàn là lợi. Bài toán rất đơn giản nha, cứ suy nghĩ vậy là ra rồi. Có nghĩa là hôm nay trong đầu á, ví dụ mình năm nay mình bán heo cho công ty được 100 triệu, mình bỏ túi được 70, mình chi phí 30. Còn nếu mà mình bán được 150 triệu thì chi phí khoảng 40-50, mình bỏ túi hơn 100. Còn nếu bà con nuôi tới 30 kg bà con bán, tại vì bán sớm bán muộn tiền mà, chứ không nhất thiết phải như heo trắng 100 kg đâu, mình bán đúng 30 kg mình bán, hiện heo mình bán năm cũng được 200 triệu, thì chi phí nó khoảng 60 triệu, mình bỏ túi khoảng 101-102. Bà con có hỏi thêm phút này gì không? Nhớ là tính một năm nha, chứ không phải là heo cuối năm mới bán, không phải. Nô là không, 4 cái không ha, tập nói tiếng Anh mày nó đồ. Một là không được bán lẻ ra bên ngoài, tuyệt đối không được bán lẻ ra ngoài nha. Tại sao? Nếu như mình bán lẻ ra ngoài thì giống như chú kia nãy nay đi bán, rồi thằng nào nấy vô mua, lái cũng được, mà dân vô mua cũng được, mà mở ai ra mà kiểm soát, rồi cho chết rồi đi đền hay gì? Hiểu không? Tại vì cứ đền mà chết đền mà không cho thân quen. Đầu tiên là không được bán lẻ ra ngoài, để tránh hiện tượng là chèn heo ra ngoài không kiểm soát, không chịu lượng. Thứ hai là không được bán lẻ, ủa không được cho tham quan, bởi vì chú này nuôi thấy được quá, cái ông này chạy qua tham quan, trời mày heo con chết quá trời, heo mày có chết không? Mà cái đôi dép á, đừng có bao giờ mang dép đẹp đâu, đôi dép đi ngoài chuồng heo là đôi dép đi số, đúng không? Chết cả đám, đúng không? Không được nha, không được cho tham quan. Kế nữa là gì? Ủa mình bán cho công ty rồi, có cần phải kiếm lái gì đâu? Mắc cái gì mà cho ta tham quan làm gì? Tại thông thường á, hồi xưa á, là bà con nuôi con heo, nuôi con tròn, nuôi con díu, nuôi con gì đó, bắt đầu nó sừng lên, tôi tham quan
để cho người ta biết, để bị mốt mình bán cho người ta, phải không nè? Mà bây giờ không cho bán bên ngoài, công ty mua rồi mất gì đi giới thiệu mình lên làm gì, rồi cho người ta tham quan không được. Cho nên là không được bán lẻ là một, là mầm bệnh cứ vô, không cho tham quan là cắt con đường dây lan. Cái thứ ba nữa là gì? Không được tự ý tăng đàn. Ba cái không nha. Không được bán lẻ ra ngoài, không được cho tham quan, không được tự ý tăng đàn. Tự ý tăng đàn là gì? Tôi ba nói cha ban đầu còn nghi ngờ nha, bây giờ làm gần năm rồi bán được hai mẻ thơm rồi, bà ơi chặt vốn vô mua ngoài thêm mấy con nữa tôi chứ bà chơi thêm. Còn nó không giữ lại theo tăng đàn. Bây giờ hiện giờ 1,000+ rồi, nảnh ai thấy tăng tăng thì có ai mua, hiểu nó không nè? Bây giờ chú nuôi ba nái thì im quá, tao quay lại truyền thống ngày xưa, tao hồi xưa nuôi 25 con nái lận, sức chuồng của tao vậy đó, quốc thuê một con ngồi luôn, rồi ai mua tôi nổi? Thì thằng nói này chứ chứ anh, nếu mà không được tự ý tăng đàn nhưng mà mình quan ký, đăng ký, không được tự ý mà thì có ý thì được. Có ý là tăng báo công ty không? Báo công ty. Hỏi chơi hỏi cho nó. Nhưng mà báo phải một giống mới nha, chứ không phải là lấy heo này tăng lên đâu. Đúng. Không được tăng đàn tự ý mà là đăng ký tăng thêm thì được, coi như là một hợp đồng mới nha. Chứ định này nó tăng làm sao kiểm soát mọi chữ lượng. Bây giờ hiện giờ siêu thị nó cho có 10,000 nái hả, mình hợp tác với siêu thị và hệ thống chuỗi cung ứng của mình á, toàn bộ cho 10,000 nái hả, xong rồi đúng phá sổ. Tự nhiên chú này lâu lâu ê tao lên được 15 nái rồi mày, trời ở đâu vậy, chú này điện ê tao lên được 5 nái nữa mày, khách hàng ơi. Còn cái số mà tăng vượt quá như vậy á thì công ty không kiểm soát được, như vậy thì khổ cái đám. Mà con hiểu ý gì nói không? Rồi, và cuối cùng là công ty thì không được thu hơn thấp hơn 3 năm. Có nghĩa là khi bà con xác định làm với công ty á, là phải làm trên 3 năm. Từ 3 năm đến 5 năm, nó mới lâu dài, nó bình dưỡng. Chứ ở đâu người ta lắp camera cho mình rồi, người ta hỗ trợ tiền thuốc rồi, hỗ trợ thiệp cho mình rồi, tự nhiên là có năm. Bán được có mẻ hay nghỉ luôn, tự luôn viên, ai chơi. Bà có hiểu gì nói không? Tâm huyết, tâm tư, kỹ thuật người ta đào tạo, người ta đi lên đi xuống, hỗ trợ mình đã học nghề xong nghỉ luôn. Chỉ xem cho khán là sao vậy? Hoặc là tôi bán cái nhà hàng rồi tôi cũng chơi chút, không chơi chiêu đó nghe. Không được bán lẻ, không được lý đăng đàn, không được cho tham quan và không được nuôi thấp hơn 3 năm, phải nuôi từ 3 năm trở lên. Rồi nha. Rồi bà con, cái khúc này bà con có hỏi thêm cái điều kiện gì nữa không? Các anh nuôi đó là tự công ty xuống chỉ cho mình bắt nuôi á, làm chuồng á. Có nghĩa là hướng dẫn làm chuồng, bắt heo, nhập heo là tất cả xe tải cũng bị lo hết. Bà con mình chỉ cần là sát trùng chuồng trại thôi, chứ không cần phải bắt gì hết, công ty lo hết. Đây là quy trình đàng hoàng. Tổng cộng là 18 triệu 200 ngàn bằng 4 con. Thì đó là để đảm bảo cho vấn đề này để mình có cái phát động và kiếm tiền đó, để cho người dân thực hiện. Thì tôi xin hỏi thêm là cái diện tích mà mua đó là một cái đàn này nè, một đàn 4 con này nè, thì cái diện tích là cái chuồng là khoảng bao nhiêu? Chỉ thích tập chuồng. Bây giờ mình không nói kỹ thuật thì được rồi, nhưng mà cái diện tích thì diện tích nào chúng ta được luôn đó chú. Thì mình còn làm phát động cho người ta, bây giờ đất nó hẹp mà, thì bây giờ mình có diện tích. Giờ con có hai cách này con hiểu rồi. Cũ mà ai biết chuồng gì thì chuồng cũ thì lấy chơi luôn, nhà nghèo mà. Bây giờ mình chưa có tiền mất thì xây mới. Nếu cái chuồng không có nát, tét đổ thì không có nát. Mà cái nhà gì thì cái chuồng heo giống như vậy nè, là nuôi được 10 con, để này là giống chuồng heo gì, nuôi 10 con gì, cái phòng này nè. Nghe 2m rưỡi thì dài 6m là 10 con đúng không chú? Không có ngang. Vậy đang nói này giả định mà đang tưởng tượng nè. Nhưng mà cái chuồng này á, thì giờ mình nếu mà mình phết lộ nắng á, thì cái chuồng nó trống quá, nó gần hết thì mưa nè. Một là mình đôn nít ra làm sao cho có nắng, hai là mình phết cái lỗ này nè cho nó có nắng lọt vô. Thì mình đang nói đây là gì? Lấy cái chuồng cũ mua được, trong điều kiện là phải có nắng, còn không có nắng thì đôn nít ra, còn nếu không thì cắt mấy nhà cho nó có lỗ nắng lọt vô. Và cái nơi mà cắt lỗ cái nhà lọt vô là nơi đó là nơi nó đĩa, nó thẳng là từ đĩa đi, nó đi phong trong nơi đĩa và nơi nó đá là có nắng lọt vô, để chi? Để nó tiêm vi khuẩn, con heo nó không bệnh. Tại sao chú mưa trắng mà đi chích thuốc hoài heo bệnh nghĩ trái qua chuyển được? Bởi vì sao? Gia đình nè,
nếu mà đi toilet ở trong cái góc tường này nè hoài thì thử hôi không, còn nếu mà đi ra ngoài đường nước toilet này có hôi không, đi hoài vô đó cũng không hôi nữa, vậy sao nắng nó gọi vô mưa nó rửa đi, thì cái nghĩa là mình hiểu trong đầu á, cái chỗ heo đi phân á và đi tiểu á mà có nắng nó gọi vô á thì nó mới hết vi khuẩn. Thảo nè chú ơi, con đang nói chuồng cũ nha. Chuồng cũ là gì? Là một là khoét mái nhà cho nó có nắng gọi vô chân tủ đĩa, hai là đun đít chuồng heo ra dài 4.5 đến 6 m, lấy cái bàn này làm chuẩn nè, ngang là 1.8 đến 2 m, dài là 4.5 đến 6 m, che mái 90%, 10% không che mái. Rồi tường là cao 5 tấc, còn lại là lướt bên mương 1 m là 2.5 m hoặc là xài khung sắt. Lại ngang là 1.8 đến 2 m, dài là 4.5 đến 6 m, tường cao 5 tấc, còn lại là để lướt bên mương lên cho nó thoáng hoặc là làm khung sắt giống như vậy, lên 1 m nữa là 2.5 m, tổng thể là xong. Còn mái là mái nhà cũng được, mái lá cũng được, mái toan cũng được, túp rô cũng được, mái gì cũng được, miễn cao thoáng là được. Chiều cao của nó là 2.4 đến 3 m, đầu này là 3 m, đầu kia là 2.4 2.6 nữa tùy nha. Và nhớ khi che mái là chỉ che 90%, còn 10% đoạn cuối là phải đi nắng, và đoạn cuối chính là nơi nó ỉa và đáy. Nhìn nói vậy bà con dễ hiểu không, giải thích cho bà con luôn. Hiện tại công ty bán giấy chống cao là mua vô giá cao, bởi vì sao? Mình bán là mình bán cho hệ thống chuỗi cửa hàng, hệ thống phân phối và hệ thống chuỗi siêu thị trong tương lai, chứ không phải là mình bán cho thằng chai nhậu ở sớm. Ổng ở sớm còn nhậu rồi giờ mình mất ông không nhậu nữa sao, không lẽ đợi hoài đúng không? Mình bán cho mình mua được giá cao thì mình bán giá cao. Nguyên tắc đơn giản vậy nè, heo thịt thường thường nha, heo giống là gấp đôi so với heo thịt đúng không? Như vậy thì giả định nha, chai nước suối này mua 10.000 thì cái cửa hàng bán ra khoảng nhiêu con? 12-13.000 đúng không? Mua chai nước ngọt 7-8.000 bán ra 11-12.000 đúng không? Nghĩa là công ty mua vô 100.000 thì phải bán ra 120-130, mua vô 130-150 thì phải bán ra 170-180, thì trên lệch 20-30% nó để làm gì? Đây để nuôi lính đây, đây lính này, lính này để cho đi, nó đi bán heo cho mình, chứ bây giờ mình có bán đâu. Công ty không thể tự bán mà công ty phải có nhân sự đi bán, thì một phần á là công ty giữ lời để bỏ túi để làm giàu cho doanh nghiệp, một phần á là công ty nuôi hệ thống phân phối, nuôi hệ thống bán hàng. Bà con hiểu ý gì nói không? Cho nên á, mua vô 12, mua vô 10 thì bán ra 12-13, mua vô 130-150 thì bán ra 170-180, dễ hiểu ha? À dễ hiểu là vậy, thông cảm nha. Tại sao bán cao vậy? Bán cao mới luôn được lính. Rồi 170-180 giá thịt thì giá giống gấp đôi, là 170 x 2 là 340, 160 x 2 là 360, 360 cộng 340 chia đôi là 350, giá giống gấp đôi so với giá thịt là xong, đơn giản. Nó có luật của ngành heo gì đó. À, như vậy thì hiện công ty bán giống cho bà con, công ty lời nhiều không? Yên tâm, nhiều lắm, trên 50% rồi nghe. Đừng có lo công ty phá sản. Nhiều người hỏi nuôi nhiều quá công ty có mua hết nổi không? Có đâu mà nuôi nhiều, nuôi theo hợp đồng mà chứ không phải mua nhiều đâu. Bây giờ cho không cho thôi nè, đúng không? Rồi ông chị đăng ký vô hết rồi, hết chỉ tiêu rồi, ông thông cảm nè. Có nghĩa là gì? Mình phải đăng ký xây dựng mô hình cùng với công ty thì người ta mới tham gia vô cái chuỗi của công ty, mình mới tham gia vô được, chứ đâu phải mua tràn lan thải công ty đâu, mua hàng ngoài đâu. Chỗ anh Linh á, ảnh là hàng ngoài đây nè, ông đại gia đây, đây nè, ông cũng ăn quận 5 nhiều cấp cái tòa nhà có đồng đây nè, ông cũng cho đồng ra đó, ông đang để ông mua được con nái hai con nái theo ở Hòa Linh đó, là anh hợp tác với mình đây. Nói giờ á mua heo của ổng, ổng mới 30 đồ ra, ok mua mấy con heo cho ổng, xong rồi ổng đăng ký mua mấy nái cho mình, mình xác nhập cho mấy heo của ổng luôn là xong, rõ ràng là như vậy đó. Thì ở đây bà con dễ hiểu á là gì, người giàu hay người nghèo đều có nhu cầu làm kinh tế. Điều thứ hai nữa là gì, người ta cần ổn định chứ không phải cần lợi nhiều đến nữa, cần ổn định là được nha. Như vậy thì mình có thể tạm hiểu á là công ty bán giá cao để làm gì, để lo lại cho dân. Bây giờ tiền thuốc của bà con có tốn tiền đâu, thú y đi lên đi xuống tiếp theo cho bà con có tốn tiền đâu, camera lắp bà con có tốn tiền đâu, rồi heo chết công ty hỗ trợ lên cho bà con có tốn tiền đâu, đúng không? Như vậy bà con hiểu á là cái tiền mà bán giá cao á là công ty lấy là một phần bỏ túi là hiển nhiên, một phần còn lại là để hỗ trợ cho những người bị rủi ro còn lại. Bây giờ hồi xưa giờ bà con nghe bảo hiểm nhân thọ chưa, có ai tham gia bảo hiểm nhân thọ không? Có, có bao giờ muốn mình chết không? Có ai muốn đóng bảo hiểm nhân thọ mà muốn chết đâu? Ai muốn. Nhưng mà chẳng may thì sao? Thì cái này cũng giống vậy đó, mình bán giá cao không bao giờ muốn dần chết heo hết á. Nhưng mà nếu như heo người ta bị dịch bệnh ta chết sao, xua đuổi
thì ít ra cái những cái đồng đời mà lấy từ những hộ khác đó thông tin trả lời cho những người này. Cái nhiều người hỏi nhắm có trả không, yên tâm đi, bây giờ Facebook dư vốn lắm, công ty làm giỏi 10 cái không ai nói gì nữa, chỉ cần sai một cái thôi xã hội biết đầy, hiểu không? Chú nuôi heo đi, tranh thủ chết đi cuộc đời chứ cũng có danh dự chứ, đăng hình lên mạng, ô mừng quá heo tôi mới dịch tả chết được công ty hỗ trợ hơn 50 triệu nè, nổ dừng cảm ơn luôn, đừng lo mà chết không đời, chỉ sợ là không có chết thì đời thôi. Cái nhiều người hỏi nói gì có thiệt không, yên tâm, bởi vì sao công ty lấy lợi từ người khác cho mình mà, chứ đâu có mất tiền túi của ba mẹ tôi cho mọi người đâu, thì nó chẳng thẳng thắn gì mà còn khi dễ hiểu không? Giống như bảo hiểm nhân thọ đó, công ty bảo hiểm nhân thọ lấy tiền của người đóng không bị chết ấy, cho cái người chết, chứ ai đâu lấy tiền túi của công ty cho mình đâu. Ở trên những hỏi cái gì như là dạ heo này nuôi họ mua của công ty về là khoảng bao nhiêu tháng rồi ạ? Tùy theo con heo mình nhập nha, ví dụ như 15 kg đến 20 kg á là nó tầm khoảng là được 5 tháng tuổi rồi, và đem về nuôi khoảng 2 tháng sau là nó lên giống. Nhưng mà lứa đầu bỏ, lứa hai bỏ, lứa thứ ba khó là đẻ được 7 tháng không còn chưa lần. Còn nếu bắt heo 20-25 kg là nó về là trong vòng tháng sau nó có luôn. Thế là heo dùng thì heo của công ty đồng ý là 15-20 kg rồi, nó đó nói gì mà nuôi heo mà từ hồi nhập về. Rồi còn mấy cái phần mà bà con có thể liên hệ, cái nhất là đăng ký thì bà con nên đăng ký ngay cho hợp tác xã, đăng ký qua tôi luôn rồi đó, thì số điện thoại với bà con là cũng biết hết rồi. Rồi là tôi sẽ liên hệ trực tiếp với công ty để xuống khảo sát, rồi sau đó là sẽ chỉ thực toàn bộ thì công ty đưa bao cái bà con mình an tâm. Cái thứ hai bây giờ vấn đề dây vốn thì bây giờ có số bà con có tiền thì mình trực tiếp mình mua nuôi không nói gì. Nếu trường hợp mà bà con có kẹt vốn thì gì đó là liên hệ với ngay cho hợp tác xã, tụi tôi có thể là quan hệ với ngân hàng chính sách, đó là cho bà con mình vay cái vốn ưu đãi á. Rồi cái thứ ba nữa, cái thức ăn, nếu mà trường hợp thức ăn thì cũng ít thôi, đây thức ăn có 30%, nếu bà con là có tiền bỏ ra nuôi luôn không phải đổi, nó cần thiết nữa thì số lượng mình lớn á, thì cũng là về phía hợp tác xã sẽ liên hệ các công ty để cho bà cái hình thức mà mình tập cho nó thì sẽ tiếp tục giúp cho bà con, nói chung là cho bà con mình nuôi quá. Nói chung là vậy, cho nên bà con bên đây cũng lưu ý là mình làm ăn với công ty làm ăn thành tăng nha, mình đừng có gian dối gì lên, có cái gì là khó khăn mình con báo là tất cả để liên hệ trực tiếp công ty. Mình làm ăn thì tình là ăn lâu dài, còn nếu mà làm ăn dở thì coi như là không có mà cái kiểu mình gạt làm ăn đó là làm gì đó. Nếu bà con đăng ký thì đứng qua hợp tất cả đăng ký đã hẹn rồi. Dạ, đăng ký 27 luôn đi. Giờ đăng ký luôn em. Tại vì tôi bây giờ cái vốn thì 3 năm đến 5 năm, ví dụ mình hết hạn. Vốn bây giờ tôi có 20 còn phải sửa sang thêm nữa. Bây giờ nếu mà có vốn thêm thì bây giờ để tôi sẽ bàn với trong cái hợp tác xã này cho mở khơi rồi quy quen với hàng chất, rồi tôi đợi cho hàng chất chúng mày làm luôn à. Vì có cái hợp đồng này là ngân hàng nó chơi rồi, có sợ chứ. Nó không sẽ mất tiền. Nó không sẽ mất tiền đâu. Với hai đứa ngân hàng nữa là tụi tôi đặt thuộc lắm. Bây giờ để cho đi. Không biết gì ngân hàng không biết gì ngân hàng không biết gì ngân hàng thì thông thường là khi mà biến thay làm luôn cái gì á, người ta sợ nhất là gì? Ông nhớ để bàn với vợ mà có đăng ký luôn cũng được, có gì hỏi cũng được, tôi là hết thì đăng ký cho họ hỏi tôi nhỏ là nói như vậy, chúng ta không dám nè, cũng lắm bạn nhỏ luôn còn luôn không bé luôn. Tại vì nó sẽ xuống thật định con. Giờ mình phải sửa cái chuồng cũ lại là thấy cũng chút đỉnh chốt rồi. Giờ mình phải dài thêm chút đỉnh rồi á. Nó trước nha, chị ông heo nha, chứ không có giấy cất nhà kia. Mua xe cất nhà lắm rồi. Dạ, dạ, có heo nữa. Dạ, dạ, khỏi cất nữa. Chứ không có heo nữa. Bây giờ có được 10 mấy triệu 38 11 triệu 7 một khối, 2 khối 25 khối làm được 2 mấy triệu. Đây là thiên nhiên thi đồng của Mega biết mà. Nhưng mà đó trong cái hội trường này á, chú là người phải đáng nuôi nhất. Bởi vì đang khổ. Con đường này là con đường gỡ nợ. Còn nếu không để hoài nợ cứ lại đóng hoài, đóng biết bán đất luôn.
mai là đại mà đại lý chứ nợ ngân hàng này lơ mơ nè. Bây giờ là nhắc hỏi giả bảo đang làm con không cho con xin dạ còn không mấy đứa còn không